Khi Việt thắng treo giày, đội tuyển Việt Nam không còn một tiền đạo cắm đúng nghĩa và mọi sự thay thế, kể cả là Lê Công Vinh, cũng chỉ là giải pháp tình thế. Lứa của Công Phượng cũng thiếu tiền đạo, biết đá theo thế, quay lưng lại với khung thành đối phương, vừa biết dứt điểm, vừa giỏi làm tường. Và rất may mắn thì bây giờ huấn luyện viên Hữu Thắng đã có được Hà Đức Chinh, mảnh ghép còn thiếu cho lứa của Công Phượng. Và chào mừng tất cả các bạn đến với chương trình Vlog Minh Hải của tuần này. Chỉ trong một năm qua thì có quá nhiều những khoảnh khắc ấn tượng về Hà Đức Chinh. Đó là pha chọn điểm rơi, đánh đầu tung lưới U19 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, khởi đầu cho giấc mơ thần tiên ở vòng chung kết U19 châu Á, mà điểm kết thúc là xuất dự vòng chung kết U20 World Cup. Đó có thể là pha dừng bóng vô cùng khôn ngoan để loại đối phương và ghi bàn thắng vào lưới của U20 Argentina, điều mà các anh lớn ở đội U22 lúc đó cũng không làm được. Ấn tượng về Hà Đức Chinh còn là màn trình diễn ở vòng chung kết U20 World Cup với đối đá lì lợm, dũng cảm, chịu đựng khi hậu vệ đối phương to cao vượt trội. Ở trận gặp U20 New Zealand, Hà Đức Chinh đã thực hiện đường truyền đẳng cấp cho Hoàng Đức và trước đó là Đinh Thanh Bình, dứt điểm trong thế vô cùng thuận lợi. Không ai nghĩ ở một sân chơi như World Cup, Hà Đức Chinh lại thể hiện được sự già dặn, kinh nghiệm đến thế. Hà Đức Chinh còn để lại dấu ấn ở V-League 2017 với hai pha chạy chỗ cực kỳ thông minh và ghi hai bàn thắng vào lưới của đương kim Á quân Hải Phòng. Chúng ta nên xem lại hai bàn thắng đẳng cấp đó để thấy rằng Hà Đức Chinh độc lập tác chiến tốt đến như thế nào, biết di chuyển để loại hàng thủ đối phương và giành cái thế thuận lợi nhất cho mình. Đó là chưa kể đến hat-trick ở cúp quốc gia trong trận đấu với xi măng Figo Tây Ninh. Một vài nét chấm phá kể trên chỉ để minh họa cho một Hà Đức Chinh khá toàn diện. Tiền đạo này có thể dứt điểm bằng đầu, dứt điểm bằng cả hai chân, làm tường và truyền bóng cho đồng đội lập công. Đây chính là mẫu tiền đạo mà các đội tuyển quốc gia Việt Nam đang rất cần. Năm 2007, đội tuyển quốc gia Việt Nam lập kỳ tích khi lọt vào đến trận tứ kết của Asian Cup và chỉ để thua đội Iraq, sau đó là nhà vô địch. Thì ở Phú Thọ, cậu bé Hà Đức Chinh cũng bắt đầu giải đấu chính thức đầu tiên. Đó là giải vô địch tiểu học, giải đấu đã đưa em đến với đội năng khiếu của tỉnh. Khó khăn cũng bắt đầu từ đó, bởi mỗi một buổi đi học bóng đá thì cậu bé người Mường này phải mất ít nhất là từ 4 đến 5 tiếng để đến trường. Nhưng đó cũng là điểm khởi đầu không thể nào quên cho giấc mơ chuyên nghiệp. Huấn luyện viên Trần Minh Chiến kể rằng năm 2012, ông đến xem hội khỏe Phù Đổng để lấy một tiền vệ. Nhưng ở giây phút cuối cùng, với con mắt của một tiền đạo thực thụ thì huấn luyện viên Trần Minh Chiến đã chọn Hà Đức Chinh. Cho dù cầu thủ này thì không ghi được bàn thắng nào ở giải đó và đội Phú Thọ thì bị loại ngay từ vòng bảng. Mới đây thì huấn luyện viên Trần Minh Chiến vừa mới bật mí rằng ông đã chọn Hà Đức Chinh bởi một cầu thủ thấp bé như vậy mà có thể đánh đầu rất là tốt với sức bật vượt trội hơn hẳn những người thường. Nếu thầy Trần Minh Chiến cho Trinh cơ hội để vào lò đào tạo của PVF thì huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng lại là người nắn cho Hà Đức Chinh cả về chuyên môn lẫn tính cách. Việt Thắng còn nhớ ấn tượng trong buổi đầu tiên làm việc ở PVF thì thầy Thắng Bế đã tự nhủ: quái, tại sao có một thằng cu đá tiền đạo hay vậy? Rồi huấn luyện viên Việt Thắng lên đội U19 và làm việc trực tiếp với Hà Đức Chinh. Đây có thể coi là may mắn lớn nhất của Trinh vào thời điểm đó. Huấn luyện viên Việt Thắng thì download tất cả những clip về các siêu tiền đạo chơi bóng để rồi cắt theo chuyên đề để giảng giải cho Hà Đức Chinh xem và học hỏi. Di chuyển không bóng thế nào, di chuyển có bóng ra làm sao, tì thế nào, đè ra sao và đặc biệt là kỹ năng phòng ngự của một tiền đạo là những bài học chuyên sâu mà Trinh đã học được từ huấn luyện viên Việt Thắng. Không chỉ dạy về chuyên môn, nắn từng lời ăn tiếng nói và tạo động lực quyết tâm cho Hà Đức Chinh, huấn luyện viên Việt Thắng còn tạo cơ hội để cậu học trò cưng của mình có được như ngày hôm nay. Ở vòng chung kết U19 quốc gia năm 2015, PVF lên ngôi vô địch, nhưng mà tiền đạo Hà Đức Chinh thì không có lấy một bàn thắng và bị loại ngay khỏi đội U19 Việt Nam. Huấn luyện viên Việt Thắng lúc đó đã tiến cử cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn để có câu chuyện cổ tích sau này, từ vòng chung kết U19 châu Á đến U20 World Cup và cả một sự nghiệp hanh thông như hiện có. Hà Đức Chinh quá may mắn vì được huấn luyện viên Trần Minh Chiến, huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng và bây giờ là huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đào tạo. Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức thì là chuyên gia đào tạo các sát thủ từ Almeida đến Gaston Melo và hôm nay chính là Hà Đức Chinh. Không chỉ linh hội được những tinh túy của ba người thầy rất giỏi của mình, Chinh còn học được sự cầu tiến của các thầy. Và sau mỗi trận đấu, bây giờ kể cả là một trận đấu chơi rất là hay, thì tiền đạo này luôn luôn đặt ra một câu hỏi là con còn cần phải sửa thêm gì nữa không hả thầy? Hà Đức Chinh sinh ra ở một làng quê rất là nghèo. Huấn luyện viên Việt Thắng kể với tôi rằng là con đường để đến nhà của Hà Đức Chinh thì rất là khó đi và không phải là phương tiện nào cũng có thể vượt qua nổi mà phải đi mất đến mấy quả núi, mấy quả đồi mới đến được nhà. Cả làng thì chỉ có mấy cái bóng điện thôi. Gia đình thì rất là nghèo, dù bây giờ có khá hơn một chút nhờ những đồng lương của chính Hà Đức Chinh.
Cũng như biết bao nhiêu đứa trẻ khác ở những miền quê nghèo, Trinh đam mê bóng đá, nhưng cả làng thì không có lấy một cái sân vận động, phải đá ở trên sân ruộng, chấp nhận là đứt chân, bật móng, bong gân hay là chảy máu. Khi ruộng được cấy lúa rồi thì những con đê lại trở thành sân vận động, nhưng mà bóng thì lại rất là hay bay xuống sông. Và nhiều lần thì bố mẹ Trinh phải đưa con mình đi bệnh viện do bị cảm khi mà đang đá bóng lại nhảy xuống bơi để vớt lấy quả bóng của mình. Khi sự nghiệp đang lên, Hà Đức Chinh mong được gọi vào các đội tuyển quốc gia để bố có thể đi xem những trận đấu của mình, được tận mắt chứng kiến sự tiến bộ của con, thì bố lại đột ngột qua đời. Bây giờ thì Hà Đức Chinh là niềm tự hào của cả một vùng quê, là thần tượng của các em nhỏ trong xóm ngoài làng. Cứ mỗi khi mà Chinh về quê bây giờ thì loa phóng thanh của làng lại đọc rõ ràng: Tiến đạo Hà Đức Chinh về làng, thông báo tờ bà con mặt tỉnh chúc mừng. Hà Đức Chinh quyết tâm để thực hiện giấc mơ dang dở của người cha quá cố, nỗ lực để là niềm tự hào của gia đình, của làng quê, và quan trọng hơn tất cả là sự phát triển của bản thân, của bóng đá Việt Nam. Với một cầu thủ có động lực mạnh mẽ, được đào tạo bởi các danh thủ sáng chói một thời, được tích lũy kinh nghiệm khi còn rất trẻ và luôn luôn cầu thị, Hà Đức Chinh xứng đáng là người được huấn luyện viên Hữu Thắng đặt niềm tin, và chúc cho Hà Đức Chinh cùng đội U22 Việt Nam của chúng ta may mắn và thành công tại kỳ SEA Games năm nay. Và Vlog Minh Hải cũng xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian cho Vlog của tuần này. We'll be right back.